Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2022 sẽ có những nội dung chính như sau. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp năm 2022. Chư Tăng Ni các tự viện, huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử tại Quảng Nam tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Tìm hiểu công tác đảm bảo an toàn phòng dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho tăng ni sinh tại các trường Phật học trong chuyên mục tiêu điểm bản tin An Viên 24 giờ. Thưa quý vị, chiều hôm nay ngày 24 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp năm 2022. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện Trung ương Giáo hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong năm qua, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động mỗi bên. Trong đó phải kể đến công tác hỗ trợ, thăm hỏi động viên các hộ nghèo, người có công, học sinh khó khăn, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Phối hợp triển khai các chương trình như thành lập và ra mắt quỹ vaccine phòng COVID-19, lễ phát động nhắn tin toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch đạt được 21.803,2 tỷ đồng. Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2022, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả lời kêu gọi phòng chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, chăm lo đời sống cho nhân dân, tổ chức tốt công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, đóng góp ý kiến kịp thời, chất lượng và các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hôm qua tại chùa Linh Sơn, tỉnh Lai Châu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Hội thiện nguyện BDS tiến hành trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời thắp sáng vùng Tây Bắc. Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu. Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, san sẻ khó khăn cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội thiện nguyện BDS thành phố Hồ Chí Minh đã vận động ủng hộ, huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào tỉnh Lai Châu. Theo đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 245 hộ khó khăn, đồng thời trao tặng vật tư y tế, thuốc, hỗ trợ phòng chống COVID-19, cùng gậy chống cho người cao tuổi và phục vụ cho quá trình tuần tra kiểm soát biên giới. Các phần quà và hệ thống điện năng lượng mặt trời có tổng trị giá gần 550 triệu đồng. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu đã ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu. Hôm qua ngày 23 tháng 3, tại chùa Hội Khánh thành phố Thủ Dầu Một, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã ký kết phối hợp hoạt động với Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh giai đoạn 2022-2027, đồng thời triển khai các Phật sự thời gian tới. Tại đây, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương báo cáo hoạt động chuyên ngành trong thời gian qua. Nhờ có sự nỗ lực của mọi thành viên, Ban đã cập nhật kịp thời các chủ trương của Ban trị sự tỉnh, đăng tải nhanh chóng các tin tức. Ngay sau đó, Ban đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 với Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ tỉnh Bình Dương nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông, giới thiệu văn hóa Phật giáo, văn hóa Ấn Độ cho thanh thiếu niên và bà con tín đồ, chăm lo đời sống an sinh xã hội. Dịp này, bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của Chư Tôn Đức, đồng thời mong muốn Ban có thêm những bài viết chuyên sâu để Phật tử hiểu hơn về Đạo Phật, các lễ hội của Phật giáo tỉnh nhà. Tiếp tục bản tin là những tin tức Phật sự đáng chú ý diễn ra tại các địa phương thời gian qua, ghi nhận tại Đà Nẵng, Tiền Giang và Bạc Liêu. Tại Đà Nẵng vừa qua, nhóm sư phụ thai nhi Mái ấm tình thương thiện tâm đã ra mắt chuyến xe yêu thương nhằm giúp đỡ bà con nghèo, hỗ trợ chôn cất thai nhi, vận chuyển quan tài về quê an táng. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm tán thán công đức quý mạnh thường quân, Phật tử đã ủng hộ chuyến xe và cầu chúc chuyến xe lăn bánh an toàn.
Được biết, nhóm thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, tập trung vào giúp đỡ những sinh linh bé bỏng, chôn cất hài nhi xấu số, giải cứu những trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Còn tại tỉnh Tiền Giang, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 10, vừa qua Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và huyện Châu Thành kết hợp địa phương bàn giao hai đoạn đường nông thôn phục vụ dân sinh tại xã Vĩnh Kim. Đoạn đường vào chùa Thanh Liên dài 210m, ngang 3m, cao 0,1m và đoạn đường cùng mặt cống chùa Nam An dài 130m, rộng 1,5m. Tổng kinh phí thực hiện là 234 triệu đồng do chùa Nam An và chùa Thanh Liên vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Trong khi đó, tại Bạc Liêu, Hội Từ Thiện Chùa Biểu Linh cùng lãnh đạo địa phương thăm hỏi và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Thành An, một hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, tuổi cao sức yếu, không có thu nhập, ở nhờ trên căn nhà tạm tại địa phương. Trước đó, Hội cũng từng hỗ trợ gia đình ông 25 triệu đồng để sửa chữa căn nhà tạm. Hôm qua ngày 23 tháng 3 tại Quảng Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng từ bi của những người con Phật. Từ sáng sớm, nhiều chư tăng ni các tự viện, quý huynh trưởng, đoàn sinh gia đình Phật tử, tình nguyện viên Phật giáo đã có mặt tại nhà đa năng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Tại đây, mọi người được khám sàng lọc, kiểm tra huyết áp, xét nghiệm và hiến máu với sự trợ giúp tận tình của đội ngũ y bác sĩ, ban tổ chức. Nhiều người chưa từng hiến máu trước đây và khi có cơ hội đã không giấu được sự xúc động, xen lẫn chút hồi hộp. Đây là lần đầu hiến máu tình nguyện của em. Em có cảm xúc rất vui và sung sướng khi được hiến những giọt máu quý báu của mình cho những hoàn cảnh đang cần. Và em rất mong muốn chương trình này được phối hợp hàng năm để cho em có và những bạn khác có cơ hội để hiến những giọt máu cho những người đang cần. Ngày hội hiến máu tình nguyện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và được tổ chức hàng năm mà Ban trị sự và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ký kết thực hiện trong giai đoạn 2021-2024. Qua đó, góp phần giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đã thực hiện được nhiều chương trình có ý nghĩa. Trong đó có nhiều cái chương trình hoạt động về an sinh xã hội, tập hợp các thanh niên, tín đồ, tôn giáo để có sự hòa đồng, hòa hợp giữa đạo với đời. Từng giọt máu được cho đi trong sự hoan hỷ với tình thương hướng đến người cần. Hòa cùng với màu áo xanh của các bạn thanh thiếu niên, hình ảnh những chiếc áo nâu, áo lam đã hiến máu, một lần nữa minh chứng cho sự dấn thân của tuổi trẻ Phật giáo. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, đã hơn 20 năm kể từ ngày phát động phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu. Ngoài việc vận động các Phật tử gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp, nhiều tự viện đã lồng ghép các nội dung giáo dục về bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Điều đó góp phần tạo nên vẻ đẹp văn hóa tâm linh, thúc đẩy phát triển du lịch cũng như xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đều đặn mỗi tuần, quý Phật tử của chùa Vĩnh Thái thuộc huyện Nông Cống đều dành riêng một ngày để chấp tác. Đây là hoạt động thường xuyên đều đặn suốt nhiều năm qua nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu. Không chỉ làm sạch sân chùa, các Phật tử còn trồng cây và hoa, tu bổ khuôn viên với mong muốn góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho không gian ngôi của tự. Mình muốn đến là mình vừa tu tập mà mình lại vừa đến để mình làm cái cảnh quan của chùa nó cũng đẹp. Và cũng nguyện vọng là cũng muốn là để các thầy làm cho nó khang trang hơn, để cho nó đẹp đẽ hơn, để rồi mình đến chùa mà đi lại cho nó được đông. Không chỉ ở chùa Vĩnh Thái mà các tự viện khác tại tỉnh Thanh Hóa đều đang tích cực với phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến. Cũng bởi thế, ngoài việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trong các thời khóa, chư Tôn Đức cũng đan xen lồng ghép nội dung tuyên truyền về việc sống tốt đời, đẹp đạo, bảo tồn các di sản của cha ông. Qua đó đưa các tự viện trở thành nơi phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn, giáo dục tinh thần dân tộc. Với cái nguyện vọng cố gắng làm sao sống tốt đời, đẹp đạo và đặc biệt với cái tâm nguyện của tôi hy vọng mình sẽ tham gia
nhiều để giúp đỡ công tác giáo dục, làm sao đó để bản thân mình được cống hiến nhiều hơn cho xã hội và làm tốt cho nhiều người trong xã hội này. Từng ngày góp sức cho sự phát triển đạo Pháp và xã hội, thông qua phong trào xây dựng chùa Cảnh Tinh Tiến, Trừ Tăng Ni Phật tử Thanh Hóa đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp. Và đó là minh chứng cho việc Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, được duy trì qua bao đời nay. Thưa quý vị, nếu như năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch COVID-19 của cả nước, thì năm nay, với số ca mắc mới kỷ lục tăng trong thời gian dài, Hà Nội trở thành thành phố có số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Trước tình hình đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã lường trước những nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho tăng ni sinh để ra công văn hướng dẫn nhập học an toàn từ ngày 18 tháng 2 trước khi bắt đầu học một tháng. Tăng ni sinh tự liên hệ tiêm vaccine mũi 3 tại địa phương trước khi nhập học. Trường hợp chưa tiêm, cần báo cho văn phòng để sắp xếp tiêm bổ sung. Trước khi nhập học, phải có xét nghiệm PCR âm tính. Đây là những nội dung thông báo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 2 để tăng ni sinh kịp chuẩn bị tốt nhất trước khi quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những người vào đây cũng phải xét nghiệm rồi mới được vào. Chứ còn ở trong này không có không ra. Chỉ có những vị nào buộc phải về thì phải về cách ly. Cách ly 14 ngày đã rồi mới về trong nội trường đó. Như ngoài đời thì người ta là học sinh ở tại nhà, cô giáo ở tại trường hoặc là tại nhà để mà giảng dạy. Nhưng mà đây thì học sinh tập trung, nhưng mà các giáo sư, các thầy giáo ở tại nhà giảng dạy qua mạng. Nếu như vị nào mà có điều kiện đến là giảng được dạy đây thì cũng xét nghiệm để mà không mang bệnh vào trong học viện. Từ Nam Định lên Hà Nội tu học, tăng sinh Thích Giác Hợp cũng như nhiều huynh đệ khác, dù rất háo hức được gặp lại nhau, nhưng cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho thời gian cách ly dài ngày, cùng các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt vì một môi trường tu học an toàn. Và để đề phòng những nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra trên chặng đường di chuyển, khi cả nước lập kỷ lục với số ca mắc mới COVID-19 là hơn 125.000 ca vào ngày nhập học 4 tháng 3, Học viện Phật giáo Việt Nam đã thực hiện test nhanh, khai báo y tế, phân khu riêng cho các F1 và cách ly đủ 14 ngày. Bước vào buổi học trường đầu tiên, tôi thấy công tác phòng chống dịch của trường rất là nghiêm ngặt, mà tuân thủ nghiêm cái quy tắc 5K sẽ giúp cho tăng ni sinh có sức khỏe và yên tâm hơn trong quá trình tu học sắp tới. Với những ca dương tính được cách ly riêng tại chùa Non, đây là môi trường khép kín, tách biệt, cách học viện hơn 800m, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa thuận tiện cho việc theo dõi sức khỏe. Các bữa ăn vật dụng hàng ngày đều được học viện cung cấp đầy đủ đến tăng ni sinh. Từ khi mà mình test được hai vạch thì cũng có chút gọi là lo sợ. Nhưng sau rồi khi mà được nhà trường cho sang bên chùa Non để còn cách ly thì thấy vô cùng là xúc động. Bởi vì tất cả những cái bữa ăn hay là những cái thời khóa thì đều có cái sự quan tâm đặc biệt của quý hòa thượng. Và bọn con cũng mong muốn rằng là sẽ khỏi bệnh thật sớm để còn có thể quay trở lại ngôi trường học viện để còn cùng học tập với các anh em huynh đệ. Sau 2 tuần cách ly, tăng ni sinh thực hiện dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên học viện. Và ngày 19 tháng 3, buổi học đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Được lắng nghe, trao đổi trực tiếp và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ các giảng sư khiến Trư Tăng Ni vô cùng hoan hỉ và quyết tâm hơn trên chặng đường học tập sắp tới. Được quay trở lại trường thì cảm giác rất là vui và phấn khởi. Thứ nữa là một thời gian dài không được gặp bạn bè nên là cũng rất là nhớ, muốn cùng mọi người học tập và sinh hoạt, tu tập tập thể. Việc học trực tiếp thì sẽ khiến cho chúng tôi có được cái sự giao lưu, giao tiếp trực tiếp với các thầy cô. Thì cái kiến thức của mình sẽ nắm bắt được nhiều hơn ạ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để vừa học vừa tu và sẽ phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong năm học sắp tới. Song song với lớp học trực tiếp thì lớp học trực tuyến cũng được tiến hành dành cho tăng ni sinh đang phải cách ly. Và với những thành tựu đạt được trong năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội hứa hẹn tiếp tục giữ được môi trường tu học an toàn, nói không với Covid và đảm bảo chương trình học chất lượng, không gián đoạn, đúng tiến độ.
Tình hình dịch COVID-19 tại Vĩnh Long hiện tại có phần ổn định hơn so với Hà Nội. Thế nhưng, trường Trung cấp Phật học tỉnh nhà vẫn không chủ quan, đề ra nhiều biện pháp để tăng cường phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho tăng ni sinh. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Khu vườn xanh mướt nằm gọn trong khuôn viên trường Trung cấp Phật học Thiền viện Sơn Thắng, huyện Đông Hộ, tỉnh Vĩnh Long. Rau củ quả ở đây sạch hoàn toàn 100% và do chính tay tăng sinh nhà trường chăm sóc. Đây cũng là nguồn cung cấp thực phẩm chính cho tăng sinh nội trú. Không chỉ vậy, công việc nấu ăn mỗi ngày cũng do tăng sinh đảm nhiệm. Vì đảm bảo an toàn cho sức khỏe của tăng ni sinh nội trú và cùng các chư tôn đức tại Thiền viện Sơn Thắng thì việc ăn uống phải đảm bảo. Thứ nhất là về nấu nướng thì phải là rửa rau sạch sẽ. Trước khi xuống bếp thì phải là diệt khuẩn và đeo khẩu trang. Và ở Thiền viện Sơn Thắng thì cũng có một cái ưu tiên lợi thế, nhất là do thầy chủ trì ở đây là Thiền viện Sơn Thắng là trồng những cái loại rau không thuốc sâu để cho tăng ni sinh phát chính mình có sức tu tập ở nội trú vào việc tu học ở đây. Học, tu đi đôi với phòng dịch, đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long hiện nay. 64 tăng ni sinh khóa 9 năm học 2021-2024 đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần, sau hơn nửa năm học trực tuyến. Để tăng ni sinh yên tâm tu học, nhà trường đã trang bị máy khử khuẩn, máy đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Được đến trường học trực tiếp, đội ngũ giảng sư cũng như tăng ni sinh rất hoan hỷ. Trường cũng có chuẩn bị, ví dụ như bây giờ tăng ni quy tụ lại học đó thì khoảng 3-4 hôm thì mình sẽ test nhanh một lần. Thì mỗi bữa nào thì tăng ni sinh cũng phải đi lại tới qua phòng khử khuẩn đó và đo nhiệt độ hết để đảm bảo an toàn về cái phòng dịch. Và mình ở trong phòng mình thì mình cũng phải cách ly và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách gọi là 5K đó. Thời khóa biểu của tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long diễn ra từ sáng thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần. Thời gian ở trên lớp khá nhiều nên việc tạo không gian lớp học thoáng mát, đảm bảo khoảng cách giữa các tăng ni sinh rất quan trọng. Nhà trường còn có một điểm khác biệt so với các môi trường giáo dục Phật giáo khác là tăng ni sinh vừa nội trú vừa ngoại trú. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cũng tự đề cao việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Cái cảm giác mà khi mà thiện nghĩa học trực tiếp thì rất là vui, tại vì mình được gặp những cái huynh đệ, được gặp chư tôn đức và giáo thọ sư, thì mình sẽ có thể tiếp thu được cái nguồn kiến thức cũng như là giao lưu. Sau hơn một tháng trở lại trường, các hoạt động tu học cũng dần đi vào nề nếp. Nhà trường chia từng nhóm nhỏ để sinh hoạt như hành đường, chăm sóc cây kiểng, sân vườn, chắp tác, tránh tập trung đông người. Trong quá trình chắp tác thì phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên. Khi mà lên tụng các thời khóa kinh thì cần phải đeo khẩu trang và ngồi giữ khoảng cách với nhau không quá gần. Và trong khi đó thì Phật tử bên ngoài khi bước vào trong thiền viện để cùng tụng kinh với chư tôn đức cũng cần phải sát khuẩn tay, sát khuẩn toàn thể để nhằm đảm bảo sức khỏe cho chư tôn đức ở trong thiền viện hiện nay. Niềm hoan hỷ khi được đến trường vẫn vẹn nguyên trên gương mặt của các tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long. Bình tĩnh, không chủ quan, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch là mục tiêu nhà trường đặt ra. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng vị tăng ni trẻ vẫn luôn nỗ lực cầu thị trên chặng đường tu học trong bối cảnh đặc biệt này. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối hôm qua ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho các cán bộ đoàn cấp cơ sở. Năm nay, hội đồng xét chọn giải thưởng chọn 94 cán bộ xuất sắc, trong đó có 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 98% trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Để được xem là giải pháp hiệu quả
trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Để hỗ trợ đối với đối tượng này, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phối hợp thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà, giúp bệnh nhân an tâm điều trị. Cách đây gần một tháng, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh quê ở Thái Nguyên đến Bắc Ninh để xin việc. Tuy nhiên, chưa tìm được việc làm thì khu trọ nơi chị ở liên tiếp xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19. Sự có mặt kịp thời của đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà và các y bác sĩ đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em cũng mới xuống đây, quen thì cũng không quen được ai cả, mà vừa mới xuống thì lại gặp nhiều người bị F0 quá, xong là không đi làm được gì hết. Lại cứ cách ly ở phòng trọ, xong muốn đi ra ngoài cũng không dám đi vì sợ ảnh hưởng đến mọi người. Cũng giống như chị Ánh, gia đình chị Vũ Thị Mai ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh có 4 thành viên, thì tất cả đều mắc COVID-19. Không thể đi mua nhu yếu phẩm cần thiết, chị đã liên hệ với đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà để nhận sự giúp đỡ. Trong cái thời gian cách ly thì có một cái số thuốc thiết yếu mà gia đình muốn mua nhưng mà ở quanh đây không có, thì đã liên hệ đến đội thanh niên của tỉnh và các bạn đã giúp đỡ gia đình rất nhiệt tình. Mặc dù chỉ mới thành lập chưa đầy một tháng nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà đã thu hút gần 200 y bác sĩ và trên 300 tình nguyện viên tham gia, hoạt động liên tục 24/24. Đến nay, các y bác sĩ và thanh niên tình nguyện đã tư vấn được trên 2.000 lượt tin nhắn, đồng thời hỗ trợ mua thuốc cho hàng chục hộ gia đình và công nhân mắc COVID-19. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cũng đã huy động các đội ngũ là các y bác sĩ thầy thuốc trẻ của các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trong cả tỉnh tham gia vào câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ F0 tại nhà. Tất cả các xã phường đều có ít nhất từ 3 đến 5 các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia trong các đội tình nguyện. Thế thì khi mà nhận được thông tin thì chúng tôi có cái bộ phận hàng ngày sẽ phân công ít nhất là 2 các đồng chí cán bộ trực để tiếp nhận và phân phối thông tin. Tuy mới được thành lập chưa lâu, nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà tỉnh Bắc Ninh đã và đang hoạt động có hiệu quả. Việc làm ý nghĩa này càng khẳng định tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh trong việc lan tỏa những việc làm tốt, cách làm hay, chung tay cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Hội nghị phát động mở lái du lịch Việt Nam trải nghiệm trọn vẹn là sự kiện mang tầm quốc gia đầu tiên vừa được tổ chức tại Quảng Ninh. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức với mục tiêu phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới. Hiện nay hoạt động du lịch nội địa đã được khôi phục hoàn toàn, không còn hạn chế nào. Với du lịch quốc tế đã khôi phục chính sách visa như trước dịch, cùng với đó giống như khách nội địa, quy định về y tế với khách quốc tế không cần hộ chiếu vaccine mà chỉ cần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hiện công tác chuẩn bị của toàn ngành du lịch, các địa phương, doanh nghiệp đều tập trung với thông điệp du lịch Việt Nam sẵn sàng đón bạn trở lại trải nghiệm trọn vẹn. Sự cam kết giữa trung ương, địa phương, các bộ, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp vào cuộc, đặc biệt cả người dân ủng hộ mới tạo nên một cái sự đồng thuận để cho hoạt động du lịch sớm vui trở lại. Các điểm đến sẽ từng bước mở rộng đón khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch biển đảo, du lịch thương mại, du lịch gắn với các sản phẩm sức khỏe và du lịch MICE. Chúng tôi năm 2022 cũng sẽ dự kiến tổ chức khoảng 65 các chuỗi sự kiện văn hóa du lịch nhằm thu hút và lưu giữ khách du lịch tại Quảng Ninh. Theo các chuyên gia, công tác xúc tiến quảng bá cần được triển khai mạnh tại những thị trường mục tiêu. Dự kiến sẽ có những đoàn khách vào Việt Nam từ quý 3 năm nay. Các chuyên gia cũng nhận định, khi mở cửa du lịch, Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và điểm đến trên toàn cầu. Vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất tăng thời gian nhập cảnh của khách quốc tế từ 15 lên 30 ngày để đón được nhiều khách chi trả cao. Bên cạnh đó, nhân lực du lịch chưa thực sự sẵn sàng sau 2 năm dịch COVID-19, do đó cần thu hút lại và đào tạo mới. Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.